Chào các bác nhá. Hôm nay shop Tân Ánh xin gửi tới các bác một đoạn video ngắn ngắn để cho các bác thấy được chi tiết cái con chim mồi giả bên shop cung cấp nhá. Chim mồi giả bên shop cung cấp gồm có con bịp giả và con cuốc giả. Thì để cho các bác tiện theo dõi để mua hàng nhá, là các bác xem chi tiết video con mồi giả có như thế này, hình ảnh có như nào ấy, là shop quay như vậy nhá, cho các bác quan sát thật kỹ để các bác vừa nào quan sát kỹ giúp mình nhá. Đây, đây là con bịp giả này. Đấy. À, đuôi dài, lông mượt, được nhồi bông, căng rất là đẹp nhá, lông lá mượt, không có phải là hốc hác móp mép rồi nhá. Đấy. Đây, các bác xem kỹ chi tiết em nói như vậy nhá, để cho này các bác đặt hàng cho nó thuận tiện nhá, trong quá trình đặt hàng. Đây. Đây. Các bác xem cho kỹ nhá. Ta đang quay một đoạn video ngắn này, các bác xem quan sát kỹ này. Đây, đây là con bịp giả này. Các bác nhìn nhá. Bông được rồi, bông rất căng. Có tạo cả mắt giống như mắt thật luôn, nhưng thực ra nó là làm mắt giả đấy. Con bịp này là làm rất cầu kỳ, và người làm người thuộc nó là phải rất là khéo tay. Đây, các bác nhận được sản phẩm này là tôi nghĩ là sẽ rất chi là ưng ý nhá, khỏi phải chê. Đây, shop cung cấp hàng như nào thì là quay lên để cho các bác xem như vậy. Đấy, con bịp đấy nhá. Đây, con nào cũng như vậy, hầu như độ đồng đều là 9-10, không con nào chênh lệch nhau bao nhiêu hết. Đây. Con nào cũng rất đẹp. Đấy, bịp này, lông rất là dày dặn chắc chắn và được nhồi bông rất căng nhá. Dáng thì đúng như là dáng gù, dáng gáy đấy. Bác quan sát kỹ này. Đấy. Đây là con bịp nhá. Đây là con cuốc. Đây, con cuốc. Con cuốc này làm rất kỹ này. Được tạo mắt giống như mắt thật luôn, nhưng mà nó cũng là mắt giả thôi. Nhồi bông căng mượt. Đấy. Đuôi đây. Cái này các bác mà tạo dáng riêng cái gì thì tạo, nhưng mà đây là đã có dáng dáng sẵn như này rồi nhá. Đây, sản phẩm con cuốc giả và con bịp giả shop hiện tại cung cấp sẽ là sản phẩm mẫu đẹp như thế này. Các bác có mua hàng ấy, thì vui lòng alo trực tiếp lên số điện thoại của shop nha. Shop Tân Ánh, loa và phụ kiện hai số, sau tôi gắn thêm mấy số nữa. Các bác gọi số này không được thì các bác gọi số khác nhá, tại vì shop cũng phải trả lời cho anh em điện thoại anh em rất nhiều. Trong quá trình tư vấn trả lời cho các bác khác thì một số anh em khác lại gọi tiếp, thì nó sẽ chồng lên là máy bận. Thì các bác gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác, sẽ có tôi nghe, nhân viên nhà tôi thay phiên nhau nghe điện thoại cho các bác nhé, để phục vụ nhu cầu đặt hàng của các bác cũng như là nhu cầu tư vấn về sản phẩm. Đây, đây con cuốc giả này các bác quan sát rất kỹ nhé, hàng đẹp cực kỳ. Cái toàn bộ cái khung sắt xương này, này là được xiên qua chân luôn, xiên qua chân luôn đấy. Đấy, xiên qua chân luôn chứ không phải là kẹp ngoài mà quấn bằng dính đâu nhá. Đấy, các bác quan sát kỹ, sản phẩm rất đẹp, các bác nhận được cái sản phẩm này là rất ưng ý nhá, khỏi phải chê nhá. Đấy, shop cung cấp những con mồi giả, cuốc giả, bịp giả. Ngoài ra các bác sẽ kết hợp mua luôn, các bác có nhu cầu về loa điều khiển từ xa sẽ kết hợp mua cùng với con bổi luôn nhé. Shop cung cấp chính là loa và phụ kiện các loại loa điều khiển từ xa này, loa mồi bẫy chim thú ấy, và một số phụ kiện khác cho anh em đam mê săn bẫy, quần áo ngụy trang, bộ bẫy thòng, rò gà. Anh em muốn biết nhiều sản phẩm của shop ấy, thì vui lòng kết bạn Zalo, Facebook với lại các số điện thoại của shop, thì sẽ cập nhật được nhiều sản phẩm mới nhá. Anh em theo dõi kênh YouTube của shop, vui lòng đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh là anh em sẽ nhận được những thông báo mới nhất và những cái sản phẩm
mới nhất shop giới thiệu với anh em. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ shop Tân Ánh trong thời gian qua. Shop Tân Ánh đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hân hạnh phục vụ anh em. Ship hàng COD toàn quốc nhé. Kiểm tra hàng xong thanh toán trực tiếp cho người giao hàng. Các bác lưu ý hình thức mua hàng là không cần phải đặt cọc. Alo cho họ tên địa chỉ là shop sẽ ship COD về tận nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ shop thời gian qua. Xin chào. Hẹn gặp lại trong những video sau nhé.